Để trở thành một người vợ người mẹ tốt, không chỉ cần đến tình yêu thương vô bờ bến, mà còn cần sự hiểu biết, kiên nhẫn và khả năng chăm sóc gia đình. Nhưng liệu có công thức chung nào cho mọi người không? Hành trình này mỗi người sẽ đi theo cách riêng của mình, với những thử thách và bài học khác nhau. Vậy làm thế nào để bước đi trên con đường này một cách vững vàng và tự tin nhất? Hãy cùng khám phá những bí quyết quan trọng giúp bạn trở thành người vợ, người mẹ mà gia đình luôn tự hào. Người vợ, người mẹ không chỉ là người bạn đời và người sinh thành, mà còn là linh hồn của ngôi nhà, là người giữ lửa yêu thương và gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Trong mọi tình huống, dù là khi đối mặt với khó khăn hay khi chia sẻ niềm vui, vai trò của họ luôn hiện diện một cách mạnh mẽ và đầy yêu thương. Nhưng liệu chúng ta có thực sự hiểu hết vai trò này? Hãy cùng khám phá và thấu hiểu sâu hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của người vợ, người mẹ trong cuộc sống gia đình. Quản lý gia đình hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp công việc nhà cửa hay chi tiêu, mà còn bao gồm cả nghệ thuật duy trì sự cân bằng giữa các thành viên trong gia đình. Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào để mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy niềm vui, sự thoải mái và tình yêu thương? Quản lý gia đình hiệu quả chính là chìa khóa để tạo ra một môi trường sống tích cực, nơi mà mọi người đều cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Hãy cùng khám phá những bí quyết để biến ngôi nhà của bạn thành một tổ ấm thực sự. Chăm sóc chồng con chu đáo không chỉ là những công việc hàng ngày mà còn là nghệ thuật thể hiện tình yêu và sự quan tâm. Làm thế nào để bạn có thể làm tốt vai trò này mà không cảm thấy mệt mỏi? Làm sao để mỗi bữa cơm, mỗi cái ôm, mỗi lời hỏi han đều mang đến niềm vui và sự an yên cho những người thân yêu? Hãy cùng khám phá những bí quyết để trở thành người phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc gia đình một cách tinh tế và hiệu quả nhất. Phát triển bản thân và sự nghiệp là hai yếu tố quan trọng để xây dựng cuộc sống viên mãn và ý nghĩa. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tiến bộ không ngừng, vừa hoàn thiện bản thân vừa thăng tiến trong sự nghiệp? Chìa khóa nằm ở sự kiên trì, học hỏi và khả năng thích nghi với những thay đổi. Hãy cùng khám phá những chiến lược và phương pháp giúp bạn mở rộng giới hạn của mình, tạo nên những bước đột phá và đạt được thành công trong cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Trong một thế giới đầy áp lực và nhịp sống hối hả, duy trì sự cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian cho bản thân là một thử thách lớn. Làm thế nào để không bị cuốn vào vòng xoáy của công việc và những trách nhiệm hàng ngày mà vẫn giữ được sự thanh thản và hạnh phúc? Bí quyết nằm ở việc hiểu rõ giá trị của sự cân bằng và biết cách sắp xếp ưu tiên một cách thông minh. Hãy cùng tìm hiểu những cách hiệu quả để quản lý thời gian và năng lượng, giúp bạn sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Một gia đình hạnh phúc không chỉ dựa vào tình yêu mà còn cần sự thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ. Nhưng làm thế nào để tạo dựng và duy trì một mối quan hệ gia đình gắn kết, nơi mà mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương và đồng hành?
từ những cuộc trò chuyện chân thành đến những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp chính là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc dài lâu. Hãy khám phá những bí quyết để nuôi dưỡng tình cảm gia đình, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho tổ ấm của bạn. Kết luận và lời khuyên để trở thành một người mẹ, người vợ tốt. Trở thành một người mẹ, người vợ tốt là một hành trình đầy yêu thương và cống hiến, đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng bao dung và kỹ năng quản lý. Mỗi ngày trong vai trò này mang đến những thử thách và cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Để thực sự thành công trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, hãy nhớ rằng không có ai là hoàn hảo. Quan trọng nhất là luôn biết yêu thương bản thân, biết chấp nhận những sai sót và không ngừng cố gắng để hoàn thiện. Lời khuyên để trở thành một người mẹ, người vợ tốt, lắng nghe và thấu hiểu. Hãy lắng nghe và cố gắng thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của chồng và con cái. Giao tiếp chân thành sẽ giúp giải quyết mâu thuẫn và tăng cường sự gắn kết gia đình, quản lý thời gian hiệu quả. Hãy biết sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình và bản thân. Đừng quên dành thời gian cho chính mình để tái tạo năng lượng, duy trì tình yêu và sự lãng mạn. Đừng để những bộn bề cuộc sống làm phai nhạt tình yêu giữa bạn và chồng. Hãy dành thời gian để làm mới tình cảm và giữ lửa hôn nhân. Tạo môi trường tích cực cho con cái. Hãy xây dựng một môi trường gia đình ấm áp, nơi mà con cái cảm thấy an toàn, được yêu thương và hỗ trợ để phát triển toàn diện, học hỏi và phát triển bản thân. Đừng ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Một người mẹ, người vợ tốt luôn biết cách tự làm mới mình, từ đó mang lại niềm vui và sự tích cực cho gia đình. Bằng cách áp dụng những lời khuyên này, bạn sẽ không chỉ trở thành một người mẹ, người vợ tuyệt vời mà còn xây dựng được một gia đình hạnh phúc và bền vững.